Anh em có nhu cầu mà auto Naruto cực chất, đảm bảo mùa xong không cần cùa, gái tự đổ thì hãy truy cập Shopee Bi Huỳnh Senpai để ủng hộ cho mình nhé, kèm theo voucher giảm 20k cho bất kỳ mặt hàng nào, link ở ngay dưới phần mô tả. Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Sakura, nhân vật có sức ảnh hưởng nhất nhì trong Naruto, với số lượt ghét lớn hơn số lượt like trên mạng xã hội, có tác dụng đấm mồm thằng Na mỗi khi nó làm mấy trò con bò. Đi cùng với khả năng trị thương và nắm đấm Saitama, trên con đường sáng ăn bám, chiều ăn thừa, tối ăn hại, cùng câu nói đạo lý không ai giàu bà họ, không ai khó bà đinh, Sakura mang đầy đủ tư chất của một shinobi có tiềm năng trở thành chúa tể Beastline, khiến ai ai cũng không thích. Đùa thôi, hôm nay mời anh em cùng Hokage Biểu Hình tìm hiểu về những lý do khiến Sakura bị ghét. Điều đầu tiên chúng ta cần phải nói đến là vai trò của Sakura trong đội 7. Hầu hết mọi người đều cho rằng Sakura khá vô dụng với tư cách là một shinobi. Nhờ vào độ bá đạo từ ba người Naruto, Sasuke và Kakashi đã góp phần khiến cô nàng tóc hồng đã phế nay càng phế hơn. Thậm chí, ngay từ khi còn nhỏ, cô được đánh giá là người yếu nhất trong 9 tân binh. Đến cả Kiba, Ino, Tenten và Hinata còn có giá trị trên chiến trường hơn Sakura. Tuy nhiên, chừng đó thì không thể nào đánh giá một nhân vật trở nên bị ghét hay không, bởi còn có Eudes, Eudas chứ đâu phải ai cũng yếu. Lý do khiến Sakura bị ghét cay ghét đắng xuất phát từ việc cô được xây dựng như một trong những nhân vật chính, nên mọi người thường có xu hướng so sánh Sakura với những người khác của đội 7. Chính bởi sự vượt trội từ Naruto, Sasuke và Kakashi, trong nhiều tình huống quan trọng, cô hầu như chẳng đóng góp được gì ngoài đứng yên một chỗ. Thế định đứng yên thật đấy à? Đánh nhau đi xem nào. Với tính cách giang hồ mạng thường xuyên nói đạo lý, Sakura tối ngày thao thao bất tuyệt về sự mạnh mẽ, muốn đuổi kịp thậm chí vượt qua hai người đồng đội. Và như các bạn đã biết đấy, những đứa hay nói đạo lý thường sống như lờ, lý thuyết 100 điểm còn thực hành thì trứng ngỗng. Hãy thử tưởng tượng, nếu cho một nhiệm vụ khó khăn, tồn tại một đứa luôn làm quả tạ, được đồng đội gánh hết lần này đến lần khác, thế mà số tiền nhận được lại chia đều nhau. Thế có cay không? Cay chứ! Thế có làm được gì không? Tất nhiên là không rồi. Quay trở lại với vấn đề chính, khi mà các shinobi cùng thời đều tỏa sáng và vượt trội hơn Sakura đến mức vô lý, thì bá đạo trong kỳ thi Chunin lại tỏ ra chẳng có chút tác dụng nào, bởi Naruto và Sasuke gần như làm hết công việc giúp cả nhóm vượt qua khu rừng chết chóc. Còn lúc hai người họ bất tỉnh, Sakura dù đã cố gắng đứng lên bảo vệ đồng đội, nhưng vẫn bị shinobi làm âm thanh tẩn cho thừa sống thiếu chết. Đặc biệt là cảnh này, bé đào đã phát huy chỉ số IQ vô cực khi dùng củ nài tự cắt tóc mình thay vì đâm vào chân, tay hoặc bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đối thủ. Thậm chí khi bước vào vòng solo, đối thủ Sakura lại chính là Ino. Điều này cũng dễ hiểu bởi cả Naruto và Sasuke đều bước vào vòng chung kết. Nên để bé đào không cảm thấy mình như rơi vào trầm cảm, cô buộc phải chiến thắng hoặc hòa. Mà đối thủ ngang tầm chỉ có thể là Ino. Nếu một trong hai người thắng cuộc, dù là ai, sẽ có một pha so sánh đến từ trí thông minh của cộng đồng mạng. Chứ nếu để bé tóc hồng solo với một trong những đối thủ mạnh như Rock Lee, Gaara, Neji và Choji thì chắc chưa đánh đã thua. Cũng vào vòng chung kết, Sasuke học được cho mình chiêu thức Chidori và thành thục kỹ năng thể thuật của Rock Lee. Trong khi Naruto học được thuật triệu hồi cùng cách vận dụng chakra cầu vĩ, sau đó dùng nó đánh bại Gaara. Vậy mà Sakura sau bao nhiêu đắng cay ngọt bùi vẫn dậm chân tại chỗ. Đúng là phế hơn thằng ế mà. Câu biết làm sao để hết ế không? Để tôi chỉ cho này. Nếu bạn muốn hết ế trong dịp Tết và Valentine này, hãy đến với Shopee Bi Huỳnh Senpai ở đường link phía bên dưới. Với những mẫu áo 100% cốt tông, kèm logo và mẫu hình chúng mình tự thiết kế, mặc vào đảm bảo thứ nào chịu nổi. Mà cả bây giờ nó hơi chất lượng á. Lý do tiếp theo xuất phát từ phần tính cách. Như mình đã nói ở trên, ngoài cái tính thích chém đạo lý, cô trở thành một trong những người nói thì hay nhưng làm thì ba chấm. Vào cái ngày Sasuke bỏ làng, thay vì tìm cách thuyết phục Hokage đề ngũ cho mình tham gia vào biệt đội Shikamaru, nhưng không, kết quả Sakura chỉ khóc lóc nhờ Naruto mang sạc về. Dù đã có khoảnh khắc cô xin mọi người đi theo giúp chiến đấu, nhưng Shikamaru kiểu nhìn bố mày có giống đùa không hả con đào kìa. Trong khi những người đồng đội khác như Choji, Neji, Shikamaru, Kiba và Rock Lee đều bị đám shinobi làng âm thanh hành cho thừa sống thiếu chết,
còn bé Đào vẫn chỉ một cái tên trong đầu: Sasuke! Sasuke! Có thể nói, trong khoảng thời gian đó được xem như lần vô dụng nhất của Sakura. Cô bé không thể làm gì khác vì bản thân quá yếu, lại còn thêm quả vì yêu cứ đâm đầu, bị sạc tẩn cho ngất xỉu vẫn không chừa luôn mà. Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền. Dù sau 2 năm time skip, dưới sự hướng dẫn từ Tsunade, Sakura đã phát huy tác dụng của mình với lượng sức mạnh đấm phát ngổm luôn. Đến cả Kakashi khi chứng kiến cũng phải đổ mồ hôi hột. Thậm chí còn kết hợp với bà Chiyo Fang Sasori, một thành viên Akatsuki. Chưa kể đến, cô là người thứ hai sau sư phụ sở hữu được bách hào thuật. Với chừng đó sức mạnh, đẳng cấp Sakura đã gần bằng một chounin. Thế mà mỗi khi gặp Sasuke, cô lại thể hiện độ bánh bèo thông qua cái khuôn mặt như thế này. Đấy, cậu thấy chưa? Khuôn mặt của sự mê trai đấy. Mỗi khi thấy nhân tố S là lại đần người ra, đúng là gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực. Quay trở lại với sự kiện Pain thảo phạt lăng lá, dưới uy lực chiêu thức thần La Thiên Trinh, Pain một phát ăn ngay, thổi bay làng về thời kỳ đồ đá. Sakura may mắn sống sót, vậy mà cô chẳng biết làm gì khác ngoài la hét theo phong cách tiếng gọi nơi hoang dã. Tôi là đâu? Đấy là ai? À nhầm, cô hét lên 3 tiếng Naruto mới đúng. Trái ngược hoàn toàn với Hinata, công chúa Bạch Nhãn dù biết mình không có cửa đấu với Pain, nhưng vẫn lao ra cứu Naruto khỏi những thanh hắc côn găm trên người, trong khi Sakura vẫn ngồi một chỗ và không làm gì. Đây là còn chưa kể đến tại sao Sakura không sử dụng sức mạnh bách khảo thuật chống lại Pain, ngăn cản hắn sẽ giết những người còn lại. Tóm lại, khi còn là Genin, Sakura có phần hơi vô tư với những câu nói về Naruto như: cậu làm gì có cha mẹ mà về nhà, cậu không hiểu cảm giác cô đơn đâu. Hay nói Sasuke chẳng có cha mẹ. Má, tôi thề luôn á, may là các anh tôi hiền đấy, chứ phải tôi trả Rasengan cho mấy nhát, cộng thêm combo chữ thề, DMM. Lý do cuối cùng, dù đã phát huy tác dụng, nhưng vẫn bị ghét trong phần Shippuden đến từ bản tính thích thể hiện. Khi Naruto với những chiến tích như thông não Gaara, đánh nhau với Orochimaru, Rasen Shuriken nét người Kakuzu và đả bại Pain, còn Sasuke ép Deidara tự tử, giết chết Danzo, hạ gục Itachi và đến hội nghị ngũ đại Kage quẩy, thì Sakura ngoài chiến tích giúp bà Chiyo hạ Sasori chẳng còn gì cả. Do đó cô luôn tin rằng chỉ cần luyện tập sẽ bắt kịp hai người bạn của mình. Ây à, thôi làm ơn đi, so với ai không so, lại cứ thích đánh đủ với hai thằng nhân vật chính. Đây cũng là lý do dẫn đến nhiều pha hành động không não, như lao lên đấm Madara trước hai thằng bạn, sau đó bị cụ xiên cho một nhát. Bởi hơn ai hết, cô muốn chứng minh cho mọi người thấy mình thật sự hữu ích, không vô dụng như hồi Genin. Chính bởi cái tôi quá lớn và đặt mục tiêu quá cao, cho nên thất vọng nhiều hơn hy vọng. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nhờ vào phần tính cách đó mà cuộc chiến ninja lần thứ tư, Sakura đã chữa trị cho hầu hết lực lượng đồng minh thay sư phụ mình. Không chỉ thế, khi Naruto bị rút vị thú ra khỏi người, cô đã cố gắng hết sức vừa hô hấp nhân tạo, vừa duy trì nhịp đập tim, giúp nàng áo duy trì sự sống. Trong phần The Last Movie, theo Shikamaru, sau khi bị Toneri làm trọng thương và bị Hinata từ chối lời tỏ tình, Sakura là người duy nhất có thể chữa được cả hai vết thương cho Naruto. Vì thế, bé Đào chỉ nên dừng lại ở vai trò hỗ trợ, đừng vì bản tính ích kỷ và thích thể hiện mà làm gánh nặng cho người khác. Trong khi kẻ thù đã đạt đến đẳng cấp lục đạo, dù cho bật 100 cái bách khảo thuật cũng đều ăn thua. Một điều nữa, những gì Sakura dành cho Sasuke thực chất không phải tình cảm mà đúng ra là sự ám ảnh. Nó gây khó chịu cho rất nhiều người, trong đó có cả tớ. Cứ một câu là Sasuke, hai câu là Sasuke. Thậm chí, mật độ tưởng nhớ về Sasuke từ cô còn nhiều hơn cả số lần Naruto gọi sắc. Đồng ý, nó xuất phát từ tình yêu mãnh liệt trong lòng Sakura. Nhưng trời ơi, please, với thân phận là một shinobi, cần phải gạt bỏ những cảm xúc cá nhân sang một bên. Zabuza khi xưa có tình cảm với Haku đến bao nhiêu, anh vẫn cố gắng chiến đấu chống lại Kakashi đến hơi thở cuối cùng. Về phần Sakura, cho dù bị Sasuke suýt giết 3-4 lần, nhưng cô nàng vẫn một mực theo đuổi thanh niên nhà họ U. Chưa kể đến những vụ vì thằng giặc mà được Naruto cứu mạng vô số lần. Tóm lại, dù ghét hay không ghét, dù công nhận hay không công nhận, thì Sakura vẫn là một nhân vật quan trọng góp phần chữa trị cho nhiều shinobi ở cuộc đại chiến ninja lần thứ tư, cứu mạng Kanjuro và phong ấn Kaguya. Ngoài ra, trước những lời chê bai như phế vật hay vô dụng, tác dụng từ nắm đấm Sakura vẫn được phát huy khi đấm mồm thằng nhân vật chính,
cùng câu cửa miệng Gennaro thần thánh. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu những lý do khiến Sakura bị ghét. Ở đây tớ sẽ không nói đến phần Boruto mà bị ghét ở những phần như kiểu là từ bé cho đến phần Naruto Shippuden. Ok, như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được gọi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình toàn trong tương lai. Tớ là Hokage Bi Huynh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye. Nhớ mua áo đấy nhau.